Hello, Phương Viu về xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem ở gần nhà mình đã có một cái nhà hàng Nhật. Nhà hàng này là nhà hàng sushi. Tên là Ichiban. Wow, ở trên các bảng hiệu có tổ chim ở trên đó luôn. Có tổ chim trên bảng hiệu luôn nè. Sao? Cái này có chỗ ngồi bên ngoài luôn nè. Gia đình muốn ngồi ngoài không? Con nói tiếng Việt đi, người ta thích con nói tiếng Việt hơn. Con nói đi, giờ con ba hỏi nè, con muốn ngồi ở ngoài không? Nói lại nè. Lạnh nó. Lạnh không? Nói lạnh. Lạnh. Em ngồi ngoài. Anh ngồi trong đấy. Hay là em muốn ngồi trong được. Ok, ngồi ngồi nữa. Beef. Cái giới thiệu đi darling. Con nói nè, cái này là gì? Cái này nè. Spider roll. Đây là spider roll. Còn cái này? Spider roll too. Spider roll là có cái gì trong đó? Lươn. Có lươn, có cái này, cái này là con cua lột. Cua lột với chiên. Còn Sprite. Yes. Yeah, thank you. Cái này là hay là đi gì đi lên. À, cái này một cái là JBC không biết. Cái mà cái này lạ. Mới vừa lần đầu tiên. Coi trong đó có gì. Em ăn thử không? Trong đó có gì. Để mình coi trong đây có gì đi lên. Hết mấy cái này là nấu hết rồi con. Cream cheese với lại cua giả. Để lên mở cái khẩu trang xuống đi, lấy khẩu trang ra. Ngon đưa lên. Rồi cái này nè, cái này là gì đây? Cái này là cua giả nè. Ồ, đúng rồi. Cái trên này là cua giả nè. Mà lương lương cái này bơ. Usually if I was still in school, I should be asleep in about 2 hours and 39 minutes. Nắng này không? Cái đó là gì? I hate what happened. Okay. It's disgusting. Mm-hmm.
đường, không ăn cái đồng, ăn hết luôn. Cái này ăn phải có cái này mới ngon để lên. Cái này mới ngon. Đây là tiếng Việt mình gọi là mù tạt. Nhưng mà cái này tiếng Anh nó gọi là wasabi, chứ wasabi. Mù tạt là ha, mustard là khác nữa, cái đó nó không có cay. Còn cái này là wasabi là nó rất là cay. Cay nồng. Cái này là wasabi. Dragon nữa. Dragon. Ờ gì? Spider roll. Kể nó đi, nó ăn đi nè. Spider roll. Này ta có cua ở trong này nè. Con này gì đây? Bơ, miếng bơ hả? Bơ rớt ra. Bơ rớt ra. Nên trong đây có bơ nè. Cái gì đây? Nó sụt hết á. Ăn sushi xong bây giờ bắt đầu đi ăn kem. Thì đây có vụ gì mà xanh xanh đỏ đỏ đẹp quá nè. Ờ xe hư. Xe hư. Sau khi ăn sushi xong bây giờ chạy đi ăn ice cream. Mà cái này chắc drive through chứ không có vô đó. Hôm nay sao không có ai hết trơn nhỉ? Bình thường chưa. Đây đây đây. Bình thường ta ăn chắc no no người ta về rồi. Tại giờ này người ta về rồi, người ta không ăn. Đó cũng còn nè. Tiêu Đình con ăn giống bữa hổm không? Con ăn ice cream giống bữa hổm không? Peanut butter. Yeah, I like it. Anh ăn cái nào? Một cái này cái kia đây hả? Em mua một ly peanut butter với một ly kia. Okay. Linh muốn được không phải không? Em mua hai cái corn kia giống đi Linh đi rồi xin cái ly bỏ vô vậy đấy. Nó thích cái bánh á, cái corn á. Mua hai con hả? Ờ. Đi. Để Linh nó thích cái con nó cho nó ăn. Thì nó có một cái rồi. Em có thích đó không? Thích. Ừ thì muốn. Gà nuôi anh biết. Mua hai. Chảy cho nắng nó chảy. Em mua hai cái thì lấy cái ly bỏ vô nặng ăn cái đó. Đừng có nó chảy nước miếng. Thì tại cái quán kem này thường thường nó bán một mùa một năm bán cái mấy tháng thôi. Nhưng mà nghe người ta đồn là ha, lời nhiều lắm. Bữa nay sắp hàng vậy là ít nè, bình thường sắp hàng rất rất là đông. Nhớ hai cái corn giống như là. Hello. Can I get two vanilla two small peanut butter two small cone peanut butter. And one small cup of vanilla and orange squirrel. No, you're wrong. Wait, what? Just one small cup peanut butter and two corn. No, Dylan, one peanut butter. Dylan, you want peanut butter? Yes. Yeah. Okay, sorry, that's my fault. Oh, yeah. Okay, so is that all for you guys today? Yes. Do you have any pre-ordered? Debbie. All right, you can pay for it at the booth and they'll get it to you at the window. Have a good one. Thank you. Dylan ăn hết được cái kem đó không Dylan? Ăn hết cái đó đó. Nhìn thấy không? Thấy cái này không? Ăn hết nè. Hả? Nãy đầu tiên á là anh tính tại trong đầu anh tính là gì không? Mua một cup peanut butter với mua một cup kia riêng. Nó bán riêng, 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 nó bán riê
tại nó làm sẵn trong cây đó rồi. Xịt nó thua rồi. Ăn hết cái cây kem đó. Việt Nam đứng ngoài trước kìa. Có hai thằng Việt Nam kìa, thấy không? Thấy nghi nghi. Ngoài chút phát nó đưa lên đó. Tìm cái nhà anh đó. Đây mua kem phải cũng phải mình cũng phải bỏ tiền tê. Hi, what's the name? Debbie. Debbie. Thank you so much. Can you first out? Yes. Oh, sorry. Here's the. Can I get some cup, please? Yes, of course. What? Sao hai này dùng peanut là không vậy? Nó có cái peanut. Oh, peanut xong không có cái ấy. Cái kia chưa ra. Peanut. Peanut là peanut không? Vậy hả? Ông sẽ slow down. Is that cups for you? I told it. Đến chưa này. Dylan, hold Dylan, it. Hold That's it. Your. Here, here's your cups. Okay. Here's your spoon. Okay, hold the cup. She's waiting you. Okay, honey, I'll take that. Thank you, honey. Sorry. Thank you. Nah. Okay. Okay. Yeah. Rồi mua xong rồi bây giờ đi nha, đi về. Ở Mỹ này cực khổ lắm, vừa lái xe vừa ăn không á. Cực khổ vậy. Wow, kem này là cái này là vale 11 ông bao. Này là peanut butter với lại orange. Cái này peanut butter, cái này vanilla. Oh, vanillas and orange. Orange. Hay là vanilla với lại lại cam. Như vậy là để coi ba cái này là 11 đồng có khoảng nghĩa là có 3 đồng mấy một cái như vậy nè. 3 đồng mấy một cái. Nhưng mà cộng thêm với tiền tip nữa. Mình đây mình ở Mỹ này làm cái gì cũng có tiền tip. Thì người ta sống nhờ cái mấy đứa nhỏ này nó bán nó cũng nhờ tiền tip này cho lương nó sẽ cao hơn. Thì những người làm việc ở đây thì đa số là sinh viên làm thời vụ. Còn cái phần này á là tại vì thích ăn cái bánh này cho nên mua có cái bánh này rồi xin cái ly bỏ vô. Tại vì này mình ăn bằng cái corn đó là phải ăn liền chứ để ha, nó chảy, nó sẽ chảy lên xe tùm lum cho nên á xin cái ly bỏ vô. Cái này khó nói quá, cái chữ này khó nói thiệt á. Corn, the corn. Trời đất ơi. Chữ này rất là khó nói, thật sự mà nói. Tiếng Anh này đối với mình nó là xa xỉ, khó nói quá. Thôi mình dốt tiếng Anh thì nói đại đi. Thôi bây giờ ăn nha các bạn. Ok. Slow down. Ok, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Bây giờ mời các bạn ăn ice cream.